Thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói là một ngày vui nữa cho cộng đồng Việt Nam chúng ta khi mà một cái ngôi chợ mới nữa được khai trương ở vùng Lý Đô Sài Gòn. Đó là chợ Rạng Đông nằm ngay góc đường Warner và đường Busa thuộc thành phố Fern Valley. Bây giờ thì Phạm Khanh xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh về cái phóng sự khai trương ngôi chợ mới chợ Rạng Đông. Thưa quý vị, đây là cái không khí phải nói là rất là tất bật chuẩn bị cho cái việc khai trương chợ mới Rạng Đông. Quý vị thấy rồi, các cô nhân viên trong quầy tính tiền đã vào vị trí đâu đó rồi. Phía bên ngoài thì như vị thấy là một cái dàn pháo. Wow, mấy chục phong pháo ngoài, chút xíu nữa là sẽ nổ một tiếng nổ lớn ở đây để chúc mừng khai trương chợ Rạng Đông ở cái khu vực này. Khu vực này thì Phạm Khanh nghĩ rằng những bà con ở vùng Fern Valley, Costa Mesa phải nói rất là vui, tất nhiên là nói chung là ở vùng Little Sài Gòn đến chợ này để mà đi chợ. Chợ rộng rãi khang trang vô cùng. Các quầy hàng như chúng ta thấy ở phía bên này rất là dễ nhận ra vào chợ vì những cái dàn đèn lớn, những cái hộp đèn lớn đó. Thành thử ra chúng ta có thể nhận ra ngay những cái khu vực nào mà chúng ta đến muốn mua đồ, ví dụ như là ly cơ nè, những cái đồ lạnh frozen bên kia, thịt tươi cá tươi bên này, phải không ạ? Rất là dễ nhìn thấy. Thành ra chúng ta nếu mà muốn vội vã muốn mua mặt hàng nào thì đến ngay cái quầy hàng đó mua ngay. Nhưng mà vào bên chợ mà vừa quẹo bên phải vì thấy không, đây là hàng rau quả, rau củ quả rất là tươi, rất là ngon. Phía bên kia cũng là rau nữa, phải không ạ? Rồi bây giờ thì là chúng ta sẽ đi ra phía trước để coi cái không khí mà chuẩn bị cho cái việc khai trương chợ Rạng Đông này mới tưng bừng như thế nào. Quý vị, đây là chị Hoa đại diện cho chợ Rạng Đông. Trước giờ khai trương thì bây giờ cảm nghĩ của mình thế nào thưa chị? Hồi hộp quá, mất hơn mười mấy ngày để mà chuẩn bị cho cái chợ nên bây giờ cũng không biết nói gì. Nhờ anh Phạm Khanh đại diện cho quảng cáo. Bây giờ, chị dẫn vô chợ, chị nói qua về cái chợ này một chút xíu thôi nè. Đó, có những cái quầy hàng đặc biệt như thế nào chị Hoa? Dạ, hôm nay thì có hồng giòn, một đồng 5 pound. Wow, dạ, dạ, rồi seafood Canada, cua Canada, lobster Canada. Cua rất là to, khoảng 3 đến 4 pound một con. Yeah, hàng tươi. Cái hình thức mà chị thiết kế cái chợ này đó làm sao cho bà con thuận tiện đi chợ đó thưa chị Hoa, chị nói qua về điều đó. Mình là tạo điều kiện cho bà con, nếu mà có những người quá bận rộn đó, người ta chỉ cần đến ngay chợ, ngay cửa, trước cửa chợ là người ta muốn nhìn cái section nào người ta lấy là người ta chạy thẳng vào cái section đó. Save time cho mấy người busy. Và bên tay phải thì giống như anh Phạm Khanh thấy đó là produce. Từ producer xuống đến cái hàng, nếu mà ai không muốn nấu ăn thì có ngay cái corner đó là có đồ nấu tươi mỗi ngày, nấu mỗi ngày. Nấu sẵn luôn. Nấu rồi. Sẵn mỗi ngày, rất ngon và fresh, không có để đông lạnh. Dạ. Kế tiếp là hàng thịt và hàng seafood, nó đi rất là organized, cứ bước vào đi vô là đi ra. Sẽ đầy cái điều đó thì phải nói rằng là Phạm Khanh cũng nhận ra và mới vừa thưa chị quý vị đó là vừa bước vô chợ là mình dễ nhận ra được những cái quầy hàng nào mình muốn mua lắm. Rất tiết kiệm thời gian. Cái quầy tính tiền thì cũng phải nói mới. Hy vọng thì thưa chị muốn đem đến cho bà con đồng hương những cái điều gì trong cái việc mà khai trương một ngôi chợ mới này ngay góc đường Busa và đường Warner thuộc thành phố Fern Valley này thưa chị. Điều quan trọng nhất của siêu thị đó là cung cấp hàng tươi và giá cả phải chăng, phục vụ ân cần để mọi người cảm thấy đây là một cái siêu thị, là một cái home, welcome everybody. Yeah. Cái chợ thường thường đó thì bây giờ thời buổi này bà con ai cũng muốn tiết kiệm hết đó, thì cái cấu trúc mà hàng sale của mình như thế nào, hàng tuần, hàng tháng, những mặt hàng nào on sale thay đổi luôn phiên thế nào, chị cho bà con biết luôn. Hàng sale là thay đổi mỗi tuần. Mỗi tuần. Dạ, yeah. Hàng tươi quan trọng nhất vẫn là quality. Quality. Dạ, yeah. And sau đó thì là giá rất là hợp cho mọi gia đình. Thưa quý vị, như vậy là sau những cái tiếng pháo phải nói là giòn giã và cũng như là tiếng búa lân rộn ràng thì siêu thị Rạng Đông chính thức đã khai trương. Những khách hàng đầu tiên, phải là những khách hàng đầu tiên đã bước chân vào chợ. Chào cô, ngày hôm nay đến dự khai trương chợ, cô cảm thấy như thế nào? Rất là vui. Rất là vui. Nhà cô ở đâu? Fern Valley. Fern Valley. Vậy là gần chợ quá rồi. Đi bộ được. Thưa quý vị, cái gian hàng mà chúng tôi thấy là đông nhất
bà con Đồng Hương đi chợ ở đây, đó là cái gian hàng rau quả, củ quả. Wow, có lẽ là nhiều người đang lựa chọn rau quả ở đây, đúng không ạ? Chắc có lẽ là những mặt hàng này hôm nay được on sale với cái giá đặc biệt. Mít tươi, wow, đu đủ, rất đặc biệt. Ở đây nữa, rồi cam, wow, cam trái tươi vô cùng, cam to quá phải không? Cam ngon. Cam ngon lắm, cam to quá, các bà, các cô đang phải nói là tập trung ở đây để mà lựa những cái quả cam thật là tươi. Còn đu đủ nữa. Đu đủ nữa. Rất đồ ăn ngày hôm nay khai trương quá là nhiều đồ tươi mà ngon mà rẻ vô cùng. Đặc biệt hơn anh gặp được anh Khanh trong ngày hôm nay nữa, thật là vui. Và cái sự vui mừng lớn nhất đó là ngôi chợ người Việt Nam của chúng ta thật là thành công. Phố xá khắp nơi đều có những ngôi chợ để hầu phục vụ cư dân người, đặc biệt với cư dân Việt Nam mình. Việt Nam mình đến ở đây mỗi một ngày một đông đúc, cho nên cái sự cầu phục vụ mỗi một ngày một lớn mạnh. Nhiều chợ hơn. Đây là cái phải đó là quầy hàng có những cái thực phẩm đã chế biến sẵn. Ở đây chúng tôi thấy có thịt kho. Wow, thịt kho trứng. Wow, thịt kho trứng ngon quá. Anh Lộc mua cái gì đó anh Lộc ơi? Ăn đông. Ở đây đặc sản nhất là được biết là chủ nhân ở đây cho Lộc Trần biết đó là cá rạng đông, là nô địch thủ, độc cô cầu bại, cá rạng đông. Cá rạng đông nấu sẵn luôn rồi. Làm hộp sẵn rồi cho tất cả quý chị, quý anh nào muốn ăn liền chỉ có 4 đồng 99. Wow, 4 đồng 99 một hộp cá như thế này. 2-3 người ăn thoải mái luôn anh ơi. Thoải mái anh Khanh ơi. Phải nói là không khí vui quá. Chị Hoa là chủ nhân của chợ thì nãy giờ Phạm Khanh đi hỏi vòng vòng ở đây đó. Khách hàng mê quá, thích quá. Đồ ăn rất là tươi, chợ mới, phải không ạ? Mà có những người tuốt ở Long Beach, Westminster Grand Road cũng qua đây luôn. Wow, chúc mừng cho chị, anh Lộc này, anh mua quá trời đồ luôn nè. Cảm ơn anh, cảm ơn các bà con đã ủng hộ. Đó, phải nói là ngày hôm nay rất là mừng vui, bà con phải nói là tập trung mua hàng rau quả trái cây, chị lấy được nhiều lắm mà tươi quá, đặc biệt là cam với hồng chị Hoa. Dạ, hồng đặc biệt là từ farm trở về rất rẻ, 1 đồng 5 pound. Nhưng mà có một cái này nè, hỏi chị không biết có ngại không, là thường thường các chợ mới khai trương thì đưa hàng nhiều ngon lắm mà rẻ lắm này kia lắm, rồi cái dần dần già cái tự nhiên nó bớt dần đi. Chị Hoa có vậy hay không, là hay là hoàng sale là cứ tuần nào cũng mới mẻ liên tục hết như là ngày khai trương vậy? Chủ tiêu của siêu thị là giữ giống như ngày khai trương, hàng tươi, sale. Wow. Với sự ủng hộ của anh Lộc bảo đảm, anh Lộc sẽ truyền cái thông tin này mỗi tuần đến bà con. Tuyệt vời quá, bây giờ chúng ta sẽ xem cái không khí. Phải nói là đi chợ rất là đông, chúng tôi phải nói là rất là khó khăn để mà len vào những cái gian hàng ở đây. Cố gắng. Chị Mi Mi, wow, nãy giờ mua gì rồi chị Mi Mi? Dạ, Mimi mới về vô anh dạ. Mới vô đúng không? Dạ. Thấy chợ này như thế nào? Wow, đẹp quá anh ơi. Đẹp dạ. Quá. Dạ, mà đồ đạc rất là gọn gàng, ngăn nắp anh Khanh hả? Dạ. Thưa quý vị, đó là chị Mimi từ công ty South Western Solar, rất là nổi tiếng, cũng đi chợ tại đây, chắc nhà cũng vòng vòng đây phải không? Dạ đúng rồi anh, nhưng mình nghe mình thấy tiệm mở là mình phải ủng hộ Đồng Hương mình đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Mà em thấy ngôi chợ rất là khang trang, nhỏ mà rất là xinh. Dạ. Và đồ đạt đâu đó rất là tươi, em thấy em trái cây nè, quá trời luôn vậy. Em nghe nói hình như bữa nay mình được tặng quà đó anh. Đúng rồi, dạ. Tặng gì đây? Dạ thưa tặng sữa nè, trứng nè, mì, rồi nước mắm nữa, rồi lịch, lịch 2018 luôn. Bây giờ thì chúng tôi đang ở hàng thịt, phải nói là hàng thịt của chợ Rạng Đông mới khai trương, rất là tươi ngon. Các thịt khác cũng vậy nữa, cũng rất là rẻ, tươi ngon. Đặc biệt cái quầy hải sản, tới đây quầy hải sản. Thì có phía ngoài này rất dễ cho bà con tự lựa chọn. Người ta có những cái bể nhỏ nhỏ thế này, có nghêu lớn nhỏ, có cua, tất cả những cái loại hải sản tươi sống để có cái bể ngoài này để cho bà con tự lựa luôn. Rồi phía bên trong kia là có cua nè, ốc bồi vôi, tôm hùm, tôm đỏ. Không à, mua thì các nhân viên khoảng là lựa bắt ngay. Ngày hôm nay thì cua cũng được sale. Và bà con đến đây mua rất là đông, người 2-3 pound, người 4-5 pound, thậm chí có người mua 7-8 pound. Mà không cần biết rẻ hay không, tươi, tươi. Chợ mới mở, tươi, ngon. Bây giờ đi qua cái hàng phải là đồ khô, bên tay trái Phạm Khanh đây là gạo tất cả các loại đều có ở đây hết. Từ gạo ba khô New Crop 2018 cho tới những cái như là loại gạo như là Golden, rồi Jasmine vân vân và vân vân, gạo ông địa, rồi chợ đào đều có đây hết tất cả. Phía bên này đó là những cái mặt hàng khô, bánh tráng nè, mì nè, wow, bánh tráng Việt Nam cũng có luôn,
ai làm chả giò tới đây mua tha hồ bánh tráng, bún tàu, tất cả những cái hàng đồ khô ở đây đều có. Mà như là một số thực khách chia sẻ đó là chợ này sạch sẽ, vì thế không? Đi nè, sạch sẽ, bóng láng, vô cùng, rất là sạch sẽ. Rồi thì là thoáng mát, thành ra chúng ta đi chợ phải nói là rất là vui, yên tâm, vui vẻ, mua được nhiều mặt hàng on sale giá đặc biệt tại chợ Rạng Đông này.